10 giờ 30 phút. Trời vẫn còn đang mưa. Tuy nhiên có vài người bán vé số, người bán kẹo xiên gum đã tập trung tại tiệm bánh mì, vui vẻ xếp hàng để chờ lấy những bánh mì có giá bán là 0 đồng, lót dạ cho bữa trưa. Tiệm bánh mì 0 đồng này được mở vào giữa tháng 11 năm 2019. Anh Đào Văn Vĩnh, chủ tiệm bánh mì cho biết, khi nhìn thấy những người lao động nghèo, anh như bắt gặp lại hình ảnh của bản thân mình những năm tháng cũ, lăn lộn với đủ nghề để mưu sinh, để trang trải cho cuộc sống của mình và mấy chị em. Khi còn nhỏ, anh đã mất cả cha lẫn mẹ. Và tại thời điểm đó, các chị em của anh Vĩnh lại nhận được rất nhiều sự trợ giúp của các mạnh thường quân. Đến bây giờ khi đã ổn định, anh nghĩ mình nên giúp đỡ lại người khác. Vì mình muốn tạo những cái bữa ăn cho mọi người có hoàn cảnh khó khăn tới, và cái bữa ăn của mình sẽ hỗ trợ được là nó sẽ giảm được cái chi phí, là tiền mà bỏ đó, tiền ăn bỏ tiền để mua sức ăn của mọi người, nên là giảm bớt cái nặng về cái này tiền cho mọi người. Khi mở tiệm bánh mì này, anh Vĩnh đã mở quán cơm từ thiện 2.000 đồng cũng ngay tại địa chỉ này, nhưng do thiếu nhân lực nên anh phải đóng tiệm. Và đến giữa tháng 11, anh mở tiệm bánh mì với giá 0 đồng. Kinh phí ban đầu cũng như để duy trì tiệm là do chính anh Vĩnh và chị em ruột thịt chung vào. Mỗi ngày tiệm anh bán được khoảng 100 đến 150 ổ bánh mì. Tiếng lành của tiệm bánh mì anh Vĩnh vang xa, nên hầu như người lao động nghèo nào cũng biết và tìm đến. Không chỉ là những ổ bánh mì, mà kèm theo đó là chai nước. Với những cụ già, người khuyết tật, tiệm sẽ thêm bịch sữa. Ai lấy bao nhiêu thì tiệm cho bấy nhiêu. Lại thì dì thấy ổ bánh mì của các cháu phục vụ cho các dì ăn là đủ các thứ, không còn thiếu những thứ gì. Các cháu phục vụ ở đây đến nơi đến chốn. Thấy là vô cùng phấn khởi, là vì gia chủ đã giúp đỡ và tôi với là những người khác là cùng cảnh ngộ khó khăn, anh cũng rất tốt. Quán Xuyến tiệm bánh mì cùng với anh Vĩnh là những người bạn của anh. Ai cũng đều có công việc riêng, nhưng ngày nào rảnh rỗi, họ đều dành thời gian qua tiệm phụ giúp. Từ 6 giờ sáng, mọi người phải có mặt tại tiệm để đi chợ, mua nguyên liệu rồi về chế biến. Tại vì là em là muốn giúp đỡ người nghèo, kiểu như là cũng hay đi làm từ thiện nữa. Là mỗi lần trao ổ bánh mì là nhận được niềm vui của họ, họ cảm ơn, nên là cảm thấy rất là thích cái gì. Chủ tiệm bánh mì giá 0 đồng Đào Văn Vĩnh tâm niệm. Thanh xuân là tình nguyện, anh mong muốn trong những năm tháng tuổi trẻ này có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa, trao yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Và tiệm bánh mì với giá 0 đồng này sẽ là nơi chắp cánh cho những công việc thiện nguyện tiếp theo của anh.